Đấy, mọi người đây nhá, sông Hương ở Huế đây, đầu nguồn của sông Hương ở Huế đây. Đấy, chảy từ rừng già, đây là vườn tên là đất Lào này, có cột mọc 676 này, 675 này. Đâu đất Lào đâu chú? Đó, cái tên đỉnh bên kia là Lào đó, Lào bán cá lo. Cái đỉnh cao nhất kia gì hả chú? Đó, tỉnh Sa Con, nằm ở đây. Tỉnh Sa Con của Lào. Tí đi thêm một con suối hay thác nữa thì mấy anh em là sẽ đi tắm ở đấy. Ở đây là khu gọi là khu bảo tồn mà Sao La. Của tỉnh Thừa Thiên Huế, con giáp bên kia là của Cung Nam. Con bên này của Xê Sáp Lào. Sao La như con đấy là con quý lắm đúng không chú? Quý hiếm nhất. Nguy cấp nhất thế giới. Nguy cấp nhất thế giới luôn. Đáng nguy cấp á, đáng bơ vực tuyệt chủng. Con đấy là trên thế giới là tính ra còn nhiều không hả chú? Trên thế giới thì cũng chưa ước tính được mà đều con là cỡ từ 3 đến 7 cá thể ra. Đây gần đây có cái đi qua cái cầu này, dưới cầu này có cái suối nó chảy qua thì tất cả tôi với cả mọi người mấy em ở đây đi vào trong này ăn trưa rồi tắm suối ở đây. Hôm qua tôi cũng không tắm rồi. Ăn xong thì cũng bảo mấy em xem là đi về thì về. Đấy, vào đây mát mẻ này. Wow. Ủa mát thế. Anh thử ra bên này xem là tắm bên kia hay bên này hợp lý. À bên này hợp lý hơn này. Hãy đi tắm ở đây. Đi vào ăn đi đi. Đồ ăn đây là có thêm cả xôi này mọi người. Xôi đây vẫn còn nóng nhá. Vừa đi qua có một chị tặng cho mấy anh em ít xôi đây. Đấy, xôi vẫn còn nóng hổi luôn này. Ngon quá. Xôi này tí rồi sẽ bóc qua một ít mì tôm ra. Rắc bột canh lên. Ăn tuyệt vời luôn. Dưa hấu, sữa. Ngon không? Cho thêm một tí mì tôm vào ngon. Cái cua kia đâu rồi? Đã ăn xong mấy đứa có đi tiếp không hay là đi về? Một đoạn nữa. Thế ăn xong ngồi đây nghỉ trưa nhá. Nghỉ trưa không là tí tắm suối ha. Tìm biết hay sao? Thế là mấy em đi học về xong là đi luôn à? Dạ. Ui giời. Tây Giang. Thế là đi một tiếng. Dạ lưỡi. Ê, mấy đứa ở đi đâu ạ? Ăn đã. Đi chứng sai. Ăn đi chưa? Dạ, rồi thì ngồi chơi anh cũng ăn trưa đây đây. Mấy em mang cả hoa quả theo. Rất ngon. Mấy em là bên Quảng Nam, Tây Giang Quảng Nam rồi nhỉ? Dạ, Tây Giang Quảng Nam. Bê Lê. Bà Lê. Em tên gì? Em tên Lương. Lương. Em? Em tên Phúc. Phúc. Thành. Thành. Lương Phúc Thành. Rồi anh cảm ơn mấy đứa. Đây, vừa tắm ở đây xong mát mẻ rồi. Ăn cũng no rồi. À, thì giờ ngả lưng một tí. Đấy, thì giờ tôi sẽ ngủ ở đây, ngủ trưa đây một lát. Ba đứa cũng ngồi nghỉ đi nhá. Xong là mấy anh em đi tiếp.
đi thêm một ngày, nhưng mà tôi thấy là cái rừng ở Tây Giang này đẹp thật. Rừng núi Tây Giang Đại Ngàn, Bạt Ngàn nhìn hùng vĩ. Chỗ này thì có chỗ đồn biên phòng gần cái chỗ cắm trại hôm qua là có sóng. Rồi lên thêm một đoạn nữa rồi đến đoạn này là mất sóng luôn. Phải chục cây, hơn chục cây rồi. Đến đây hôm nay chiều thì cũng gặp ba em ở đây. Thì ba em cũng ở đâu em nhỉ? Ở Bờ Lê. Huyện Tây Giang, xã Bờ Lê, tỉnh Quảng Nam. Ba em học cấp 3 thì hôm nay ba em cũng mang gà theo này mọi người. Gà với cả rượu theo. Thì hôm nay lại nhâm nhi mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau này. Dạ. Cái gà đấy giờ mình tí lên suối kia mình rửa qua đúng không? Dạ. Rửa qua xong về đây nướng. Thì chạy ra cái chỗ con suối gần đấy là để chế biến gà đấy mọi người. Đây, nước suối đây. Đấy, đi vào đây là mọi người nhìn thấy rừng già này. Đấy. Rất nhiều cây cối, những động vật quý hiếm, sao la, các thứ là ở đây này. Đấy, đây mới là cái chỗ mà gọi là rìa đường thôi đấy. Đi sâu vào trong nữa thì thôi, mọi người hình dung ra là nó hùng vĩ thế nào. Rửa xong con gà đây rồi cũng đút nó vào rồi, cái thanh gỗ rồi, giờ về nướng thôi. Này cây của tiền đang cấp xôi này, xúc xích này, gà này. Để anh thử miếng gà xem nào. Đấy. Ờ thì tối quá rồi. Coi đi coi đi. Đây. Đây anh em ở đâu nhỉ? Con em ở Đông Giang. Đông Giang như. Ôi, đông anh em đến chơi quá. Em tút gần 4 5 chục cây lên tìm vậy nhỉ. Hay đồ con em có gà nhá. Ok. Với chân thép. Chào người nhá. Tuần sau về tập. Chào người nhá. Anh em nhìn vào đây cho mình lơ. Chín hai UNT nhá. UNT. Số một hết. Anh em đi rớt cả biển số này. Đi mà rớt cả biển số nữa. Đi em làm gì mà lên trên quay.